Hello, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng GitHub. Về cơ bản, GitHub là một trong những người ta gọi là một trong những cái trình quản lý code khá là nổi tiếng hiện nay. Ok, thì rồi về cơ bản thì các bạn cần phải tìm hiểu kỹ về những khái niệm ví dụ như kiểu là source control, tức là quản lý mã nguồn. Đó, thì ngày xưa nó có một số cái, nói chung có một số cái quản lý mã nguồn khác nhau. Thì cơ bản mình thích dùng thằng GitHub hơn, hay là GitLab cũng được, hay như gì gì đó. Nên Git Git nó sẽ là một nhánh riêng này, nó còn một cái là SMC, à nhầm, SVM nữa, nói chung khá khá nhiều cái. Thì và phổ biến nhất hiện nay thì chắc là thằng Git rồi. Git thì trong Git thì có rất nhiều, Git trong Git này có GitHub này, GitLab này, các kiểu bucket Git các kiểu nhiều lắm. Nhưng mà mình thì hay dùng GitHub và GitLab hơn, trên công ty cũng chỉ dùng như vậy thôi. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng GitHub cơ bản để cho các bạn có thể ngay trong khoa học của mình thì các bạn có thể nộp được bài tập, quản lý các thứ. Về cơ bản ấy, các bạn nên tập quản lý mọi thứ. Tại sao thế? Bởi vì khi mọi thứ nó nhiều lên rồi, các bạn phải quản lý được nó. Không quản lý giống như kiểu là các bạn có 1 triệu thì các bạn chẳng cần phải quản lý gì cả. 1 triệu thì cứ cái gì cần thiết tiêu thì tiêu thôi, kiểu kiểu như vậy. Nhiều khi tiêu chẳng cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ các bạn có 10 triệu, 100 triệu thì các bạn cần phải quản lý tiền của mình, kiểu kiểu như vậy. Thì thằng code cũng như vậy. Code bây giờ các bạn code một hai dự án thì không sao, thì chẳng cần quản lý mấy. Nhiều khi là ném mình tay anh tinh cũng được không sao, nhưng mà khi các bạn có 100 dự án trở lên chẳng hạn, đấy có rất nhiều dự án đổ lên thì các bạn cần phải quản lý code các thứ. Giống như của mình này, mình có khá nhiều dự án hay các thứ thì mình cần phải quản lý đó, các repository rồi các repo, tức là giống như một project ấy, kiểu như vậy, cho đơn giản. Thì các bạn cần phải quản lý mọi thứ để các bạn còn tìm lại sau này đó, tìm lại sau này các thứ nữa. Thì với lại ví dụ ngay trong khoa học của mình thì các bạn cần nộp bài tập chẳng hạn, nộp bài tập thì các bạn tạo cho mình một cái mới trên này. Đấy, xong đó thì nộp bài tập, xong là sau khoa học chẳng hạn, học ví dụ học 20 bài, 30 bài, nộp hết bài tập ở đấy, sau này các bạn chỉ việc mở ra xem thôi. Đấy, mở ra xem nó như thế nào, xong xem lại các thứ thì ok hơn. Ok, thì quay trở lại với nội dung chính của video, đó chính là cách sử dụng GitHub ở dạng cơ bản. Ok, thì đầu tiên để sử dụng GitHub thì các bạn cần phải, ở đây, đây là do máy mình có rồi, máy mình đang dùng hiện tại này. Máy mình đang dùng hiện tại thì đã có GitHub rồi. Đấy, đấy, đang có GitHub version 2.3 rồi, trên Windows rồi. Thì mình để cài đặt mọi thứ từ ban đầu thì mình đã dùng một con VPS mới, VPS Windows thì nó chưa có gì cả, thì mình cài thì mọi người sẽ dễ theo dõi hơn. Ok, đầu tiên là đây là một con VPS hoàn toàn mới, mình có Git này, nó chưa có gì luôn. Đấy, à đây cũng qua rồi. Ok, để mình chuyển sang một con VPS khác, để mình chuyển sang một VPS khác nha. Đây là mình đang dùng SVM để mình vào VPS. Bình thường thì mọi người hay dùng Remote Desktop Control, RTOS gì gì đấy của thằng Windows, mặc định Windows đây. Bình thường mọi người hay dùng cái này, mọi người hay dùng cái Remote Desktop Connection. Thì với mình thì mình không thích dùng lắm, bởi vì nó cứ làm sao cũng không thích dùng, mỗi lần phát ra nó lại khóa lại màn hình. Mình hay dùng SVM, ENC hơn, bởi vì VNC nó có thể dùng điều khiển được cả các thứ nữa. Ok, thì đây là một con máy tính mới của mình, một con VPS Windows. Thì đầu tiên để chạy, để cài đặt thì các bạn cần phải lên trên Git đã. Mình sẽ mở thằng Firefox này, mình sẽ download thằng GitHub xuống. Git, các bạn phải download Git trước nhé. Thằng Git này nó sẽ là một cái cần phải download đầu tiên. Đấy nhỉ? Không phải bây giờ. Đây là máy mới hoàn toàn, còn chưa vào lần nào. Download Git nha. Git thì nó sẽ ra một số kết quả đây, các bạn vào cho mình kết quả đầu tiên này, Git của SCM này. Đấy, Git SCM.com, các bạn bấm vào download for Windows này, download nó xuống. Được chưa? Thì nó sẽ lưu tập tin này, chọn lưu tập tin này. Đấy, bây giờ nó lưu ở đây này, thằng Firefox nó lưu chỗ này nhé. Đấy, rồi xong mình sẽ mở cái thư mục mình đã vừa download thằng Git xuống. Mình bấm vào đây, mình cài đặt, bấm run. Thì cơ bản thì các bạn cứ nén 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 thôi, nó sẽ là cài đặt default hết, mặc định hết, được chưa? Được rồi, mình sẽ chờ nó hiện đây, đây mình sẽ kéo lên một tí. Ok, cứ nén hết thôi, mọi thứ là mặc định hết đi, nén nén nén. Nó sẽ cài Git ở máy mình.
Đây. lưu ý một chút cho mình đó, thì thằng Git này, cài sang thằng Git này có thể dùng tất cả mọi thứ trong hệ sinh thái của thằng Git, ví dụ là có thể dùng thằng GitHub này, GitLab các thứ để dùng hết qua thằng hết thôi. Đó. Ok, thì các bạn chờ một chút để cho nó download cài thành công. Ok, mình sẽ pause lại cái đoạn này một tí để cho nó chờ download thành công. Rồi, xong một hồi thì nó đã cài đặt thành công xong rồi, mất khoảng tầm gì đó 2 đến 3 phút. Sau đó các bạn bấm finish. Rồi, ok, cơ bản như vậy là các bạn đã xong. Rồi nó sẽ hiện ra, nó sẽ mở ra một cái trang chủ của nó, kệ nó. Thực ra đây là một cái file tĩnh thôi, cái file tĩnh HTML nó thôi. Rồi, đóng lại. Bây giờ các bạn mở CMD đi. Mở CMD đi. Bấm vào Win R này. Xong rồi gõ CMD ra để nó mở ra CMD. Ok. Thì bây giờ các bạn check này. Các bạn gõ cho mình chữ git này. Mà đang xóa ra như này. Tức là đã cài đặt thành công. Hoặc là các bạn gõ git này, trừ trừ version. Tắt tiếng Việt đi nhé. Trừ trừ version. Nó ra được cái phiên bản hiện tại, tức là đã cài đặt thành công. Được chưa? Còn nếu mà cài đặt chưa thành công ấy, thì gõ thì nó không ra gì cả, nó ghi là lỗi. Ok, như vậy là các bạn đã cài đặt thành công. Tiếp theo thì các bạn phải tạo một tài khoản GitHub. Tạo một tài khoản GitHub. Đấy nhá. Nhớ là như vậy, Git là một cái thằng to hơn nhé. GitHub là một thằng bên trong thôi, được chưa? Một thằng thuộc hệ sinh thái của nó thôi. Bây giờ các bạn lên GitHub này, các bạn bấm vào sign up các kiểu, xong rồi đăng ký qua email các thứ thì là xong. Sau khi các bạn xong cái bước rồi nhé, bước thì tạo giống như tài khoản bình thường thôi, giống như cả tạo tài khoản Facebook rồi, không có gì cả, điền các thứ vào là xong. Sau các bước như vậy rồi, thì bây giờ các bạn đã có một cái tài khoản GitHub rồi. Bây giờ các bạn login vào nó, được chưa? Mình sẽ bỏ qua cái bước sign up bởi vì nó khá là dễ, ai cũng làm được. Tiếp theo thì sau khi các bạn có tài khoản rồi, các bạn sẽ đăng nhập vào. Rồi, thì do mình đang đăng nhập cái nick từ xa nên nó yêu cầu mình cần phải cái mã xác thực. Mình sẽ vào đây mình lấy cái mã xác thực của mình ra. Ok. Những cái mã xác thực của mình ra. Thì qua này nó bảo mật như vậy. Ok, nó sẽ ghi cho mình một cái mã xác thực ở đây. Mình sẽ vào đây. Rồi, sau khi mình đã verify xong rồi thì mình sẽ vào cái tường đây nhá, đây sẽ là trang chủ của nó. Trang chủ nó sẽ ghi ra tất cả những cái hành động các thứ, ví dụ nếu các bạn làm việc nhóm chưa ạ, thì nói chung bất kỳ một cái thông báo thì nó hiện hết như này, giống như new feed ở bên Facebook ấy, kiểu vậy. Các bạn không quan tâm đến nó lắm, các bạn bấm cho mình vào, bấm vào đây này, bấm vào draw profile này đấy, bấm vào cho mình vào draw profile, tức là nó vào cái tường nhà của các bạn ấy. Đấy, vào cái tường nhà của các bạn, hoặc nếu các bạn nhớ rồi thì các bạn chỉ cần gõ là github.com để chéo cái username của các bạn, nó sẽ vào luôn cái tường nhà của các bạn. Ok, thì GitHub nó có cơ chế như sau. Nó sẽ quản lý các thứ ở trong một cái là repository, mình hay gọi là repo cho nhanh. Rồi, thì một cái repo này tương đương như một cái project của các bạn, được chưa? Một cái dự án của các bạn. Thì các bạn tạo cho mình một repo ở đây. Ví dụ mình tạo một cái new ở đây. Để cho xong mình ghi đây là project. Mình sẽ đi. Bài tập về nhà đi, được chưa? Bài tập về nhà. Lớp Python chẳng hạn. Đấy. Sau đó thì các bạn ghi cho mình một cái ghi chú ở đây. Ở cái description tức là cái mô tả cho các bạn, thì mình sẽ thường lấy luôn cái này luôn để mình paste ra đây. Đấy, tùy các bạn thôi, các bạn ghi cái gì cũng được. Tiếp theo thì các bạn bấm cho mình public, public hoặc là private. Public là mọi người có thể xem được, tất cả mọi người trên internet đều có thể xem được cái code của các bạn, được chưa? Private là chỉ bạn xem mà thôi. Ngày xưa thì cái chức năng này mất tiền nhé, nhưng bây giờ thì nó đã free hết rồi. Đó, thì các bạn chọn cho mình public này. Nếu mà các bạn là dự án cá nhân thì các bạn chọn cho mình private cho nó an toàn, được chưa? Tiếp theo thì các bạn bấm cho mình vào add readme file, được chưa? Đấy, tức là nó sẽ khởi tạo cho mình một cái file readme luôn. Tiếp theo là các bạn bấm cho mình là create repo. Đấy. Ok, sau một hồi thì các bạn đã tạo được một cái project thành công, một cái repo. Trong bên này người ta gọi là repo nhé, khái niệm repo, tạo một cái repo thành công. Bây giờ các bạn vào tường nhà các bạn này. Đấy, thì các bạn đã nhìn được cái, bấm sang cái tab repo này. Các bạn đã nhìn được cái repo các bạn được tạo này. Đấy, được chưa? Ok. Thì bây giờ nào, đây là tất cả cái code nằm trong cái repo này. Hiện tại nó chưa có gì cả, nó chỉ có một cái file readme thôi. Bây giờ để down nó về chẳng hạn, thì các bạn cần phải down nó về đã, down vào máy của mình ấy, down vào máy thì các bạn bấm vào nút nút code này, bấm vào HTTPS này, Ctrl C cái này, được chưa? Xong rồi mở cái thằng git lên đó, xong bạn di chuyển đến cái thư mục các bạn cần phải lưu, ví dụ nhé, bên ngoài desktop của mình chẳng hạn, mình do cái màn hình nó hơi bé thì mình cần phải di chuyển lại. Ok, mình sẽ vào desktop này, mình sẽ tạo một cái thư mục mới đi, hoặc là mình dùng luôn ở đây chẳng hạn này, mình sẽ tạo luôn ở đây. Thì các bạn bấm vào cái thanh ở trên này, xong bấm cho mình chữ CMD, được chưa? Sau này các bạn gõ là git clone. Paste ra, paste cái link vừa giờ ra, link vừa copy ở bên GitHub ấy, Ctrl C ra, để cho nó sẽ clone xuống, tức là nó download xuống, được chưa?
download xuống đâu thì các bạn nhìn này, nó đã tạo một cái thư mục mới tên là bài tập về nhà lớp Python được chưa? Đây, đó thì các bạn đã làm thành công rồi. Bây giờ này, ví dụ này, trong quá trình các bạn code này, các bạn cần tạo một file mới đúng không? Xong một hồi các bạn code một cái file này chẳng hạn, new file, đó. Trong file này các bạn ghi là hello các bạn chẳng hạn, được chưa? Đấy, xong một hồi code xong rồi, code các kiểu rồi, code Python các thứ rất là nhiều rồi. Đấy, hoặc các bạn chia thư mục ra nhé, hoặc bạn tạo thư mục ra, ví dụ nào bài tập về nhà 001 chẳng hạn này. Trong đây sẽ là code này, được chưa? Trong đây sẽ là code này, đó. Đây là code chẳng hạn, ví dụ thế. Ok, sau khi xong rồi thì các bạn di chuyển đến cái thư mục này, hoặc là các bạn mở luôn ra đây. Ví dụ mình hay dùng di chuyển luôn bài tập về nhà, thì đây nó đang nằm ở trong cái đường dẫn này, nó nằm trên đường dẫn bài tập về nhà, thấy chưa? Đó, nó tương đương với việc là cái đường dẫn này, hiện tại là thư mục đang ở đây đó. Thì bây giờ mình sẽ git này, gõ có lệnh sau này, git add này, sau thì git commit này, chữ am là cái gì, tức là thêm một cái message vào trong cái commit lần này của các bạn, thấy chưa? Mình sẽ ghi nào first commit chẳng hạn này, thấy chưa? Ví dụ đấy, mình ghi một cái gì đó, ghi chú rồi đó. Thì lần đầu mà các bạn commit lên thì nó sẽ báo commit là cái gì. Commit là tương đương với việc là các bạn đẩy code lên trên cái repo này, được chưa? Hiện tại thì còn hai chỗ nhá, code là code, một chỗ là code ở trên GitHub, một chỗ là code ở trong máy của bạn, được chưa? Máy local này, đây là gọi là máy trên server trên GitHub, được chưa? Thì bây giờ này muốn cái thằng này lên ở trên này, muốn thằng bên phải này lên ở thằng bên trái này chẳng hạn, thì các bạn phải đẩy nó lên thôi. Đẩy nó lên thì hành động đẩy lên người ta gọi thuật ngữ, người ta gọi commit này, commit code đấy. Bạn nào mà đi làm hay là thứ thì phải biết những cái thuật ngữ như vậy, commit code lên. Rồi ok, thì lần đầu các bạn chạy nó cần phải xác định được cái danh tính của các bạn này, thì các bạn gõ cho mình đúng những cái gợi ý của nó thôi. Git config này, lần đầu nhé, các lần sau không cần. Global user.email, được chưa? Nó bắt mình điền email vào đây, mình gõ đúng cú pháp của nó thôi. Cái đây là nó ghi sẵn rồi đấy, mình chỉ phải gõ theo thôi. Gohan 1997, được chưa? Chúng con tiếp theo gì này, git config chữ chữ global user.name, thì các bạn còn gõ được cái username vào đây. Ok, xong bây giờ các bạn commit lại, được chưa? Đó, xong để dùng này có lấy cũ thì các bạn dùng nút mũi tên này, không phải gõ lại đấy, dùng nút mũi tên lên, mũi tên xuống, nút biểu hướng, lúc các bạn chơi game ấy, cái nút biểu hướng. Ok, và bây giờ xong commit xong rồi thì bạn gõ một git push, nó sẽ đẩy lên. Và nếu mà có lỗi gì thì nó báo ra, còn nếu không thì thôi thì nó sẽ ghi success rồi đây. Đó, đây đây chính là thao tác đẩy code lên, được chưa? Bây giờ mình sẽ chờ nó đẩy lên. Thì cái này nó phụ thuộc đây, thì các bạn để ý nếu mà các bạn dùng Windows này, nó sẽ pop up lên một cái như này, một cái pop up này cửa sổ lên để bắt các bạn phải điền thông tin các kiểu đấy đó. Thì các bạn bấm cho mình là sign in with your browser đó, tức là nó cần xác thực người dùng cái kiểu kiểu đấy, được chưa? Đấy thì nó sẽ mở ra một cửa sổ mới, thằng này chưa thấy đâu nhỉ, đây nó đã mở một cửa sổ mới đây, thì bấm nó sẽ tự mở nha. Ví dụ các bạn đang dùng Chrome, nó sẽ tự mở ra một cái pop up mới. Lắc thế nhỉ, mình đang dùng cái này rồi. Ok, ra rồi này, bạn bấm cho mình auto resign này, tức là đã ủy quyền cho nó rồi, nó sẽ ghi lại ý kiến thành công rồi. Bây giờ bạn có thể đóng lại cái tab này và quay trở lại cái application, để cho mình tắt đi này. Tắt nó đi, quay trở lại cái application, tức là quay trở lại code rồi. Ok, thì nó đẩy lên rồi này. Đấy, để cho nó ghi là đẩy thành công này, không ghi một cái lỗi gì là đẩy thành công. Bây giờ các bạn quay trở lại với cái này F5 này, phát này, đây các bạn nhìn thấy chưa, code của bạn đã được đẩy lên đây rồi. Và bây giờ là bạn bè của các bạn đã có thể xem được code của bạn rồi đó, đã có thể xem rồi. Ok, thì bây giờ ví dụ này, ví dụ bên ví dụ ở phía bên server này, bên GitHub này nó có sự thay đổi gì chẳng hạn, code của bạn bị thay đổi một cái gì gì đó, các bạn muốn lấy lại cái mới chẳng hạn, thì các bạn dùng một câu lệnh nữa thôi, đó chính là git pull. Lúc này là git clone đúng không? Git clone thì nó sẽ copy cả cái project này về, còn bây giờ dùng một cái câu lệnh nữa, đó chính là git pull. Git pull thì nó sẽ lấy tất cả những cái code mới nhất từ bên phía git GitHub đổ về, được chưa? Ví dụ bên GitHub nhá, bên GitHub này mình thay đổi này, bên GitHub này mình thay đổi một đoạn code ở đây, mình sẽ muốn sửa ở đây chẳng hạn này. Đây là ghi chú mới chẳng hạn, trên GitHub ấy các bạn có thể sửa trực tiếp ở trên này luôn, xong bấm vào đây. Ok, bây giờ cái file readme của mình này, cái file readme của mình nó đã thêm một cái dòng ở đây chẳng hạn này đó, tức là code ở trên về cơ bản ấy, tức là gì, code ở bên phía GitHub đã thay đổi rồi, bây giờ muốn cập nhật cái sự thay đổi đó ở phía đằng máy tính của mình, phía đằng local của mình, thì các bạn mở cái cmd lên, các bạn git pull về, được chưa? Đó rồi, thì nó đã thay đổi rồi này. Ok, thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình một số câu lệnh như vậy thôi, nhớ cho mình một số câu lệnh. Nói chung là mình dùng đến mấy năm liền mình chỉ dùng vài câu lệnh thôi, còn sau khi đi làm thì mình dùng cái vài câu lệnh khác liên quan đến việc là tạo ra brand mới hay là mật brand hay các kiểu,
chứ còn mấy năm thì mình dùng cho dự án cá nhân của mình ấy, thì mình gần như mình chỉ làm như vậy thôi. Một số bộ lệnh này, mình sẽ nốt lại này. Đầu tiên là git clone này, kéo project xuống này. Tiếp theo thì để đẩy code lên, git add này, add chấm tức là add tất cả mọi thứ này, git commit này, am đây chính là cái message này, message gửi lên được chưa? Cái thông 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 báo đấy, tiếp theo phải git pull lên để cho xong. Tiếp theo để update code mới nhất chẳng hạn này, dùng git pull đấy. Về cơ bản mình chỉ dùng có thế này thôi. Đây trong mấy năm liền mình dùng luôn đấy. Đó là sự thật. Còn đi làm thì mình sẽ dùng thêm những câu lệnh gì rồi liên quan đến branch các thứ để tạo nhánh các thứ. Ok, thì đây hy vọng một video có thể giúp ích cho các bạn trong việc tập quản lý code. Ok, bye các bạn. Các bạn hẹn gặp lại các bạn ở video sau.